Rồi, xin chào tất cả bạn xem kênh ha. Hôm nay thì mình lại có một clip giới thiệu đến tất cả bạn xem kênh một trong những cái câu chuyện rất là màu nhiệm ở trên núi Cấm, và điển hình là những cái vùng Thất Sơn của An Giang đều có cái sự màu nhiệm của nó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về long mạch ở trên núi Cấm, và những người mà sống gần long mạch á thì cũng được hưởng những cái phúc lợi, và những người nào vô tình hay là cố ý gì đó mà đụng chạm đến cái chân chỗ lỗ long mạch á thì đều bị các chư thần trừng trị. Và cái câu chuyện nó như thế nào thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu long mạch là gì để chúng ta có thể hiểu thêm về nó. Bạn biết là khi chúng ta xây nhà cửa hay chúng ta chôn các người chết á, thì chúng ta thường hay lựa chọn những cái nơi, những cái mạch đất nào á, mà có long mạch. Và trong cái mạch đất dĩ nhiên có khí và nước, long mạch chạy đến đâu thì khí và nước nó sẽ chạy đến đó. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta sống trên cái vùng long mạch thì con cháu sẽ hưởng lấy những cái phúc lợi rất là lớn. Và trong một số trường hợp mà nếu mà chúng ta vô tình hay là cố ý gì đó chúng ta làm đụng đến cái long mạch, chứ tại chúng ta quỷ cái long mạch chỗ đó, thì dĩ nhiên làm cho gia tộc chúng ta sẽ bị suy vong. Và long mạch tức là nơi hội tụ của khí, nơi nào có khí và nước thì nơi đó có long mạch. Long mạch đi đến đâu thì khí và nước nó sẽ chạy đi đến đó. Và các nhà phong thủy thường chia long mạch ra rất là nhiều loại: cường long, quỷ long, sát long, chân long, vân vân, rất là nhiều những loại long mạch. Và điển hình là một cái câu chuyện trên núi Cấm, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng thì các long mạch thì theo tố tông linh thì có các vị chư thần ở đó trấn giữ, và nếu chúng ta vô tình chúng ta đụng phạm phải thì chúng ta sẽ chịu lấy những hậu quả. Câu chuyện thì nó bắt đầu từ cái việc là ngày xưa ở trên núi Cấm thì có hai vợ chồng già khoảng trên 80 tuổi rồi, cắt một căn nhà nhỏ đó để sinh sống và tu hành. Thì rất là may mắn hai vợ chồng này sống gần ngay chân chỗ long mạch, và hai vợ chồng này biết chính xác là mình đang ở ngay chân chỗ long mạch, thì chư thần có hiện về để báo cho ổng, báo cho hai vợ chồng già này là các ngươi là rất là may mắn khi sống gần cái vị trí của long mạch. Có một cái anh tiều phu á, ảnh lên núi ảnh đốn củi để anh đem về ảnh bán để chu cấp cho gia đình, cho vợ con ảnh. Thì vô tình anh lên ngay trăng núi Cấm thì anh gặp một cái cây khá là to lớn ở đó, và anh ta quyết định là sẽ chặt cái cây này để đốn thành củi để đem về để bán. Thì do cái cây nó quá lớn các bạn, cho nên là phải xây một cái căn nhà cũng gần đó cùng với vợ con của anh ở đó để mà hàng ngày anh ta có thể là đốn. Thì hàng ngày thì anh ta cứ chặt miếng chặt như thế. Thì ngày qua ngày thì hai vợ chồng già mà sống ngay trăng chỗ cái long mạch ở trên núi Cấm mới phát hiện ra là có người tiều phu đến đây để chặt đốn cây. Thì hai vợ chồng này mới quyết định đến khuyên anh ta, nói là chúng tôi đang sống ngay trăng cái cây này nè, là gần rốn long mạch. Và dĩ nhiên thì anh là người xa tới đây thì anh cũng không biết là cái chỗ này linh thiêng là như thế nào đâu. Nhưng mà thôi, trước mắt thì vợ chồng tôi là khuyên anh nên dừng cái việc đốn cây lại đi, dừng việc đốn cây lại. À, đừng có đụng chạm đến cái vị trí lố rốn long mạch nữa, thì chắc ăn là anh, nếu mà anh tiếp tục anh làm như vậy á thì hậu quả sau này có chuyện gì là tôi không có chịu đấy đâu nha. Thì ông này ông nói là cái việc tôi làm á thì tôi chịu, cho nên là ông không bao giờ ông sợ. Sau khi mà chặt được cũng gần hạ được cái cây đó rồi thì đi về nhà ngủ. Thì trong tối đêm đó có một vị chư thần rất là cao lớn hiện về và báo cho vợ của ông tiều phu này rằng, nói các ngươi đang xâm phạm đến rốn long mạch ở trên núi Cấm, dừng việc làm này lại, nếu không sẽ chịu lấy hậu quả. Thì chư thần có xuất hiện và nói với bà vợ như vậy. Thì sáng mai thì bà vợ nghe như vậy mới kể lại cho ông chồng nghe. Nhưng mà sau khi kể là ông chồng nghe rồi, ông chồng này cũng không có quan tâm gì mấy. Ông quyết định là ông phải chặt được cây này, chứ ông không có tin ba cái chuyện giống như là mê tín vị đoan hay là những cái chuyện thần thoại mà có chư thần xuất hiện ở đây cả, không bao giờ tin. Cho nên anh ta tiếp tục anh ta đốn cái... Thì sau khi mà anh ta đốn cái cây thì cây ngã xuống cái rầm, thì bất thình lình thì giống như cái cây ngã xuống cái rầm xong thì trời đất bắt đầu rung chuyển. Và cái sau khi mà anh ta đốn cây xong, anh ta dựa gần một cái gốc cây khác, có một người hàng xóm đã chạy lên báo tin với anh ta là vợ con của anh ta đã chết rồi, không biết lý do tại sao lại chết. Và anh ta cũng khá bất ngờ vì điều này các bạn, cho nên là tranh thủ chạy về nhà. Thì sau khi chạy về nhà mới phát hiện ra một điều rằng có một cái gốc cây to lớn khác đã vô tình tróc cái gốc á, ngã đè xuống cái căn nhà của anh ta và làm vợ con của anh ta chết tại đó. Từ đó tới sau thì anh ta lơ thơ lẳng thẳng giống như người mất hồn, và cái trí óc không còn minh mẫn nữa đó. Cho nên là cái sự việc mà chúng ta đốn cây ở trên núi Cấm á, làm như vậy thì chư thần ở đó rất là nổi giận. Lý do là chúng ta không có chịu xin phép. Chúng ta làm cái gì thì chúng ta không bao giờ chúng ta chịu xin phép cả. Nhất là cái vùng núi non rất là linh thiêng, đều có chư thần ngự trị cả. Và trong những cái sấm giảng, những cái kinh giảng của Đức Thầy hoặc là Phật Thầy Tây An có để lại, các bạn thấy là trên núi non thì rất là linh thiêng, có chư thần ở đó hộ tất cả những cái nơi đó.
Cho nên mà nếu mà chúng ta phá hủy ngay chăn chỗ vị trí đó thì chúng ta sẽ chịu lấy những hậu quả. Và đặc biệt thì cái lời nói của anh ta có nói rồi đó, là tôi làm thì tôi chịu. Nhưng mà trong trường hợp này thì ổng không có chịu, mà vợ con ổng chịu. Ngay cái thời đại ngày hôm nay có khá là nhiều, thậm chí những người cả bên Mỹ hoặc là những người Sài Gòn tìm về núi non, nhất là cái vùng Thất Sơn của Quân Giang, để mà tiện thể là lựa chọn được một cái mảnh đất tốt để sinh sống ở đó đó. Một là người ta có thể là mua một cái mảnh đất ở đó rồi người ta xây nhà ngay trong vị trí đó. Còn hai nữa là có lỡ mà ông bà hay là dòng họ của người ta lỡ có qua đời đó, người ta đem lên trên một cái vị trí mảnh đất ở trên núi Cấm để người ta chôn đó, thì sau này con cái sẽ giàu sang phú quý. Nhưng mà phải tìm một cái địa điểm mà có long mạch mới được nha, còn không tìm là không được đó. Thì trên núi Cấm là một trong những cái nơi phải nói là cái địa nguyệt rất là nhiều, rất là linh thiêng. Và một trong những cái nơi nổi tiếng mà bạn biết đó là đền Vàng Địa Ngọc ở trên núi Cấm. Chúng ta nghe khá là nhiều những cái câu chuyện này từ thời ông sư Giải Bán Khoai dài cho đến là đời hôm nay, là chúng ta có Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng đã nói khá là nhiều về cái vấn đề là đền Vàng Địa Ngọc ở trên núi Cấm. Và trong những cái câu chuyện mà mình kể cho các bạn nghe thì chắc ăn các bạn cũng đã biết được cái sự nhiệm màu trên đó rồi. Có hai ông đi đến được đền Vàng Địa Ngọc của núi Cấm. Một là ông Bác Phật Lan. Ông Bác Phật Lan thì bên phương Tây, bên nước ngoài nó biết được Việt Nam mình có rất là nhiều những long mạch. Và những cái long mạch đó thì có rất là nhiều những vàng bạc châu báu đó, cho nên là kêu ông Bác Phật Lan qua đây để mà xuống mà khám phá, là ông thứ nhất. Ông thứ hai đó là ông Tổ Ma A, là một trong đệ tử của Đức Thầy, thì cũng đã đến được đền Vàng Địa Ngọc ở trên núi Cấm và cũng đã phát hiện ra được trong đó có rất là nhiều những cái thứ gọi là vi diệu mà con người chúng ta không thể nào chúng ta biết hết được. Sau khi về xong thì ông lần ông lại quay trở lại để ông kiếm cái chỗ đó, để ông xuống một lần nữa, nhưng mà mất tiêu, không thấy đâu cả. Cho nên là cái vị trí chỗ đó đã bị di chuyển hoặc là đã bích lại và được chư thần bảo hộ đó rồi, thì ông không thể nào mà ông vô được. Ông có cơ duyên được Đức Thầy cho thấy được đền Vàng Địa Ngọc ở trên núi Cấm, nhưng mà ông không chịu ở lại, ông ra đi rồi thì khi mà ông quay trở lại thì không còn gì nữa. Thì đó là một trong những cái câu chuyện rất là màu nhiệm về cái sự xuất hiện của chư thần ở trên đỉnh núi và đặc biệt là núi Cấm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip lần sau của mình.